Xin chào tất cả các bạn nha. Trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iGroup ăn chia tổng giải thưởng là 25 triệu token KIN và nhận được một token NFT dành cho 5.000 người may mắn nha các bạn. Hay là 5.000 người N gì đó. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter, like và retweet nè, và tag nè. Rồi thì các bạn vô đây cũng follow mà. Hiện tại có 2.228 mà. Còn tới gần 3.000 sức nữa nha các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cho tôi quýt luôn đi các bạn. Các bạn tan dài người bạn của mình vào nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow ra like và quýt. Các bạn tan dài người bạn mình vào. Tiếp tục thì các bạn comment bình luận. Các bạn bình luận dưới cái hashtag là tan 3 người bạn của mình vào. Sorry các bạn. Các bạn copy cái hashtag này nè các bạn. Rồi và các bạn tan 3 người bạn của mình và cái địa chỉ ở dưới son của mình nha các bạn. Rồi các bạn ghi vào Mi Son Wallet. Rồi bạn copy cái địa chỉ của mình vào đây. Sau này đây nó phong phóng nha các bạn. Rồi bạn bấm trả lời nè. Sợ còn gì nữa không ta? Vậy là xong các bạn. Có follow chưa? Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận ăn chia 25 triệu token KIN đến đây cũng kết thúc các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản các bạn. Thì trên chạy trên nền tảng của Son mình chưa có nhận được token nào. Ok, vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nhé.